Dogood vì để bảo vệ Zichu, anh ấy đã nhấn ga và chặn xe của mẹ nuôi. May thay mọi thứ vẫn ổn, cuối cùng mẹ nuôi cũng bị cảnh sát bắt giữ. Họa sĩ giả Sun Chim cũng bị bắt giữ. Zichu cảm thấy người này rất giống Sun Chim. Theo như cô biết thì họa sĩ Sun Chim đã qua đời ở trên núi. Tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy xác, quản lý Kim nhanh chóng đuổi theo người đó. Cho Đông Su ở tại đồn cảnh sát thú nhận mọi việc là do bà mẹ nuôi ra lệnh. Ông bị mất chi à? Sao lại đổ lỗi cho tôi? Cho Đông Su công khai đoạn ghi âm, không chỉ chứng minh bà mẹ nuôi là người lên kế hoạch giết hại mẹ con Zichu, hơn nữa trả tiền cho Cho Đông Su để giết chết Zichu một lần nữa. Mẹ nuôi vẫn ngoan cố không chịu nhận tội, cho đấy là giả. Đúng lúc quản lý Kim đi vào tố cáo bà ta đã lợi dụng việc họa sĩ Sun Chin bị thiểu năng nhận thức để bỏ tù ông ấy và bắt ông ấy vẽ tranh. Bà ta đã nói dối việc ông ấy tự tử để nâng cao giá trị tác phẩm của ông ấy, sau cùng là kiếm được hàng trăm triệu từ việc đó. Quản lý Kim, cậu nghĩ cậu là ai chứ? Tôi là con trai của Sun Chin. Mẹ nuôi vô cùng sốc sau khi nghe điều này. Quản lý Kim sẽ cung cấp thêm bằng chứng bà ta tham ô và quỹ đen do bà ta thiết lập. Mẹ nuôi rất hoảng sợ, vội nhờ cảnh sát giúp mình liên lạc với con gái Yuja. Bà ta cho rằng nếu như con gái bà ta biết chuyện, nhất định sẽ đứng ngồi không yên. Quản lý Kim cho biết đội ngũ kiểm toán của Han Un sẽ hợp tác. Phòng trưng bày cũng đã hứa sẽ giao nộp bằng chứng. Bây giờ mẹ nuôi không có một ai đứng về phía mình. Bà ta hoàn toàn bị suy sụp tinh thần. Sau khi trở về nhà, Zichu hỏi Dogood, những gì anh nói với cô tại hiện trường vụ tai nạn có ý nghĩa là gì? Anh rất sợ, anh không thể mất em như lần trước được. Dogood khẳng định anh không nhớ gì cả. Sau đó anh kiếm cớ đi tắm trước. Nào ngờ anh vừa đứng dậy đã vô tình làm vỡ cốc nước trên bàn. Lúc anh nhặt các mảnh vỡ, anh không cẩn thận bị chảy xước ở tay. Zichu hốt hoảng chạy đến kiểm tra vết thương của anh ấy. Cô bất ngờ nhìn thấy thời gian đếm ngược ở trên cổ tay của Dogood. Zichu không dám tin vào mắt mình. Cô muốn xác nhận lại một lần nữa, anh nhìn thấy đúng chứ? Anh đã giả vờ như không biết gì suốt thời gian qua trong khi giấu kín chuyện của anh với em sao? Anh cũng giống em à? Quay trở lại thời gian của một năm trước, Dogood đã không trả lời những thắc mắc của Zichu. Zichu ở phía sau không ngừng đặt câu hỏi. Cuối cùng Dogood chỉ có thể thừa nhận anh chính là người du hành trở lại đây. Zichu muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Dogood vào ngày hôm đó. Hóa ra hôm đó xe của anh đã va chạm với xe của Zichu. Anh đã cố gắng cứu cô trong lúc bất tỉnh, nhưng rồi anh cũng ngất đi. Lúc anh tỉnh dậy thì mới phát hiện mình đã quay trở lại một năm trước. Anh nghĩ mình phải gặp được Zichu bằng cách nào đó, nhưng Zichu đã đến tìm anh trước. Zichu hỏi Dogood tại sao ngày đó anh không nói với cô rằng anh cũng trở lại nơi đây. Làm sao anh có thể nói ra rằng mình là người đã giết em? Sau khi nghe điều này, Zichu khó mà chấp nhận. Cô nghĩ rằng tình yêu của Dogood dành cho mình tất cả đều là sự đồng cảm. Cô ấy nhanh chóng thu dọn hành lý và chuẩn bị rời đi. Dogood lo lắng cho sự an toàn của cô, chủ động nói rằng anh sẽ sống ở bên ngoài một thời gian, bảo cô ấy cứ ở yên trong nhà. Mặt khác, Yuja đã đọc được tin mẹ mình đang bị giam giữ. Cô ta cũng yêu cầu Trung Út sau này đừng dính dáng gì đến mẹ cô nữa, nếu không anh ta sẽ chịu thiệt thòi. Trung Út rất hài lòng sau khi nghe điều này. Yuja hỏi anh ta định giữ cô ở lại khách sạn bao lâu. Cô ta cần phải có chỗ ở ổn định để đứa trẻ được khỏe mạnh. Lúc này Trung Út nhận được một cuộc gọi. Trả lời xong, anh ta nhanh chóng đứng dậy và rời đi. Hành vi này khiến Yuja không hài lòng. Cô cho biết mình đã bỏ rơi mẹ và chọn anh ta. Tuy nhiên Trung Út lại nhìn cô với ánh mắt đầy sự khinh thường rồi quay người rời đi. Yuja vô cùng tức giận. Zichu mang theo giỏ trái cây đến nhà mẹ ruột. Cô tâm sự với mẹ mình về những điều tồi tệ đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Dưới sự an ủi của mẹ ruột, Zichu dần cảm nhận được tình mẫu tử. Sau khi rời khỏi nhà mẹ ruột, Zichu đến tìm Dogood. Cô mang đến ít quần áo và những thứ Dogood có thể cần đến. Cùng lúc đó, Trung Út đưa Yuja về nhà ra mắt, còn chủ động thông báo tin vui về việc Yuja đang mang thai. Gia đình rất khó chấp nhận việc này, nhưng bây giờ cả hai đã có con, thật khó để bọn họ phải nói thêm điều gì. Cách đây không lâu, có một vụ tai nạn chết người đã xảy ra tại công trường do Trung Út quản lý. Anh ta không muốn bày tỏ sự cảm thông với người nhà quá cố, thay vào đó muốn giả vờ người quá cố đã say rượu tại nơi làm việc, chết do sự cố trượt chân. Thậm chí một người nhà của người quá cố phải hòa giải càng sớm càng tốt. Rất nhanh hành vi của anh ta đã bị Dogood phát hiện. Ngoài ra vợ của người quá cố đang mang thai. Dogood thực sự không thể chấp nhận hành động của anh trai mình, vì vậy anh đã kể với gia đình về sự việc này. Đồng thời anh cũng tiết lộ anh trai mình đã tham ô. Ngoài ra còn có bằng chứng gây quỹ bí mật. Người bố không dám tin đây là sự thật. Bà nội sớm đã biết Trung Út đang hợp tác với công ty liên kết và ném tiền vào cho bọn họ. Rất nhanh người bố cho gọi Trung Út, đưa bằng chứng ra trước mặt anh ta. Trung Út biện minh đây là tất cả những gì Dogood đang cố ý hãm hại mình. Tuy nhiên người bố cho biết các giấy tờ đang được đoàn kiểm toán lưu giữ. Trung Út ngay lập tức quỳ xuống, lấy lý do mình sắp được làm bố, không thể ở tù khi con của mình được sinh ra, cầu xin sự giúp đỡ của người bố. Người bố bật TV lên, thấy bà nội đang tổ chức cuộc họp báo. Bà công bố sự thật về vụ tai nạn ở công trường đang xây dựng chung cư. Cái chết của nạn nhân là kết quả của một lịch trình khắc nghiệt.
dẫn đến việc thiếu các biện pháp an toàn thích hợp tại công trường. Tuy nhiên, giám đốc điều hành đã quy trách nhiệm cho nạn nhân và buộc gia đình phải giải quyết. Bà nội thành thật xin lỗi về sự việc này, hứa sẽ đưa ra mức bồi thường thỏa đáng cho gia đình còn sống. Robert cảm thấy không vui lắm, anh ấy gọi điện cho Ji-chu, anh có chuyện muốn nói với cô ấy, nhưng trước hết anh có thứ này muốn cho cô xem. Ji-chu mở cửa phòng ra, cô đi vào thì nhìn thấy một bức tranh. Hóa ra trước đây cô đã nói với Robert có một thứ cô muốn tìm nhưng cô không thể tìm thấy nó. Đó là bức tranh có tiêu đề là Mùa Xuân Băng Giá. Ji-chu rất tò mò tại sao Robert lại có bức tranh này. Đồng thời lúc này, Ju-ja hoàn toàn suy sụp sau khi xem tin tức. Cô ta ngay lập tức hối hận vì đã chọn Trung Út vì để giảm bớt tội của mình. Trước khi cảnh sát đến, anh ta nhanh chóng tiêu hủy một số tài liệu. Đúng lúc cảnh sát đi vào, bắt giữ anh ta vì tội tham ô, lập quỹ đen và làm giả tài liệu. Nhìn thấy Dogood trở về nhà, Ji-chu hỏi anh ấy tại sao lại có bức tranh đó. Dogood giải thích, lần đầu tiên anh biết đến Ji-chu thông qua bức tranh đó. Anh cảm thấy bức tranh đó giống như mùa xuân, nhưng nó cũng giống như mùa đông. Nói tóm lại giống như mùa xuân đã đóng băng. Người đàn ông ở bên cho biết, bức tranh này tên là Mùa Xuân Băng Giá của một họa sĩ giấu tên. Cuối cùng Dogood đã mua nó. Sau khi tìm kiếm chủ nhân của bức tranh, anh mới biết người đó chính là Ji-chu. Và vào thời điểm đó Ji-chu đã đính hôn với Se-hok. Dogood chỉ có thể bí mật theo dõi Ji-chu. Nhưng khi anh gặp cô ở bữa tiệc mừng mua lại ngân hàng, anh rất tức giận khi thấy cô bị gia đình đối xử theo cách đó. Nhưng anh ấy vẫn chọn nuốt cơn giận, nhưng sau cùng anh không thể chịu được nữa, nên mới bước tới nhắc nhở Ji-chu đừng để bị bắt nạt dễ dàng như vậy. Trên đường trở về thì anh ấy đã gặp phải tai nạn. Sau khi anh ấy tỉnh dậy, phát hiện mình đã quay trở lại một năm trước. Sau đó Ji-chu đã chủ động tìm tới anh, bảo anh đừng cưới Ju-ja mà hãy cưới cô. Anh khi đó cảm thấy Ji-chu như biến thành một con người khác. Khi Ji-chu nói cần anh để trả thù gia đình độc ác của cô, anh thực sự rất vui. Ji-chu thắc mắc tại sao Dogood lại chấp nhận lời đề nghị của cô. Dogood trả lời rằng bởi vì anh đã yêu cô mất rồi. Ji-chu à, anh rất yêu em. Cuối cùng cả hai vô thức hôn nhau say đắm. Ngày hôm sau Ji-chu đưa Dogood đi gặp bà Đồng. Cô giải thích rằng cả hai được cho một năm, muốn đi ra ngoài bình an thì phải nên làm gì. Bà Đồng vẫy chuông. Bà Đồng cho biết lẽ ra chỉ có một người chết, nhưng cả hai người đã chết. Đó là lý do tại sao mọi thứ lại trở nên phức tạp. Dogood nhân cơ hội này đặt câu hỏi, nếu như một trong hai người chết, người còn lại có sống không? Bà Đồng không chắc, bà không biết được ý định thực sự của ông trời. Bảo hai người dành khoảng thời gian còn lại hãy sống thật tốt. Trong chớp mắt 7 tháng đã trôi qua, trong lúc ăn Ji-chu đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Mọi người đoán rằng cô ấy đang mang thai, Ji-chu có đôi chút không tin. Cô nhanh chóng kiểm tra, kết quả là cô đang mang thai thật. Cô háo hức báo tin này với Dogood. Dogood nghe được tin này, chưa gì anh đã tưởng tượng con của hai người đang đi học tiểu học. Anh ấy cảm thấy rất hạnh phúc, thậm chí không thể tin được. Lúc này điện thoại của Dogood đổ chuông, anh ấy ngay lập tức đến quán cả phê để gặp thư ký. Thư ký cho biết Trung Út ở trong tù đã cố tự tử và đã được đưa đến bệnh viện để điều trị, nhưng anh ta đã biến mất không dấu vết. Sau khi nghe điều này, Dogood cảm thấy rất tồi tệ. Lúc anh trở về nhà thì không thấy bóng dáng Ji-chu ở đâu nữa.